Đầu tiên xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương mục Bạn Có Biết với những thông tin thú vị về chiếc xe xích lô máy. Xích lô máy thông thường được hãng Peugeot của Pháp sản xuất và xuất hiện đầu tiên ở Đông Dương tại Sài Gòn và sau đó mới lan ra những vùng miền khác, ví dụ như miền Bắc, miền Trung hay Lào và Campuchia. Theo anh mô tả thì em nghĩ là cái chiếc xích lô máy này chắc nó được cải tiến từ chiếc xích lô mình đạp đúng không? Đúng rồi. Và bằng cách là mình gắn thêm động cơ. Thế thì dù nặng cách mấy thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được sức lực lao động của con người và sẽ khỏe hơn rất nhiều. Ừ. Một điều mà nhiều người không biết đó là từ ban đầu á thì xích lô máy thực ra dùng để chở người, sau này mới là chở hàng. Vì thế mà trên xe chúng ta thấy vẫn có nệm dành cho người ngồi, còn nếu muốn mang thêm hàng thì mình để ở dưới. Ngày xưa thì các bà nội trợ khi mà đi chợ mà hàng hóa quá cồng kềnh, chở hàng chở đồ, hoặc là gia đình mình đi 4-5 người thì thôi người ta thuê một chiếc xích lô máy để mà chở luôn cho nó tiện. Và trên nhớ hình ảnh là nếu như mà có trẻ con nữa thì các em bé sẽ ngồi ở dưới cái sàn xe đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy là xe xích lô máy cũng đã trở nên không còn tiện dụng lắm vì kích thước của nó, rồi tiếng ồn và có những cái phương tiện khác thuận lợi hơn rất là nhiều. Vì vậy mà xích lô máy đã biến mất dần trong thành phố và chỉ còn xuất hiện ở những vùng quê mà thôi.